quyết định bỏ trần tỷ giá của ngân hàng trung ương Thụy Sĩ SNB, ngay sau khi quyết định này giới đầu tư trên toàn cầu đã đổ xô đi tìm cái gọi là tài sản trú ẩn an toàn, khi đồng franc Thụy Sĩ không còn là một tài sản mà nhà đầu tư gửi gắm nữa. Từ lâu, đồng franc Thụy Sĩ được coi là một loại tài sản an toàn của nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi S&P quyết định bỏ trần tỷ giá, đồng franc Thụy Sĩ được thả nổi tăng vọt gần 30%. Nhà đầu tư vội vàng đi tìm các loại tài sản trú ẩn an toàn khác. Chẳng hạn như đồng yên của Nhật, giá đồng yên đã lên cao nhất trong vòng một tháng qua so với đồng đô la Mỹ. Trái phiếu kho bạc Mỹ và vàng là những loại tài sản khác được coi là an toàn. Đặc biệt, trong một năm dự báo có nhiều biến động trên thị trường châu Âu, vàng được giới đầu tư cân nhắc khá nhiều. Từ đầu năm đến nay, chưa đến một tháng, giá vàng đã tăng 6,5%. Mặt khác, giữa lúc chứng khoán châu Âu vẫn còn nhiều biến động, một số ý kiến vẫn cho rằng nhà đầu tư không nên rời bỏ thị trường. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên xem xét chiến lược đầu tư lâu dài. Nhờ vào giá dầu giảm, thị trường châu Âu vẫn sẽ là một nơi được lợi. Đó là chưa kể những chính sách hỗ trợ thị trường sắp ra mắt của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Bức tranh kinh tế thế giới sẽ rõ ràng hơn khi có nhiều dữ kiện kinh tế được công bố trong tuần này. Trong đó có số liệu tăng trưởng năm 2014 của Trung Quốc, được dự báo là có mức tăng trưởng thấp nhất trong hơn 10 năm qua.